Xin chào quý ông bà, cô bác, anh chị, quý vị khán giả đang theo dõi kênh YouTube của Huỳnh Kha Vlog nha. Xin lỗi cả nhà nha, hơi thở một xíu. Nãy giờ mình leo với cái leo lên thở chứ cả nhà. Thì hôm nay trở lại khu vực núi này á, để thăm lại một hoàn cảnh của một đôi vợ chồng sống ẩn danh ở trên ngọn núi này. Lúc trước Kha có ghi hình hoàn cảnh của đôi vợ chồng này cũng mấy cái video á. Cái video gần nhất là Kha lên, Kha tặng một cái điện năng lượng mặt trời. Nhưng mà vợ chồng của cô chú này á, là người chồng thì tỉnh, còn người vợ thì bị tâm thần cả nhà. Nhưng mà cái ngày hôm đó Kha lên Kha tặng cái đèn năng lượng thì chỉ gặp vợ của chú ấy thôi, còn chú ấy thì không thấy. Ngày hôm đó Kha tới Kha bắt cái điện năng lượng lên, chứ thật sự là vợ của chú ấy cũng chả biết cái gì nữa. Rồi Kha không biết nói với ai, Kha mới viết lại một dòng chữ để ở trong nhà. Kha nói là Kha đã lên tặng đèn năng lượng. Nhưng mà khi mà quay đô ghi hình xong Kha về, Kha mới nhớ sực lại là chú ấy không biết chữ. Thành ra hôm đó là Kha ghi hình, Kha lên Kha tặng cái điện năng lượng, Kha viết cái dòng chữ Kha để lại. Kha nghĩ chắc là vợ chú ấy tâm thần không nói rồi, Kha nghĩ chắc chú ấy cũng không biết ai tặng đâu. không biết tình hình thời gian trôi qua nó như thế nào. Đến thời điểm hiện tại thì cách đây khoảng 3 tháng rồi Kha chưa có trở lại khu vực này. Hôm nay Kha đến thăm lại để xem thử hoàn cảnh của vợ chồng chú ấy như thế nào, thời gian này sống ra sao cả nhà. Vợ chồng cô chú ấy sống ở trên đó là chỉ có độc lập, không có ai ở trên đó cả, mình gọi là ẩn danh cả nhà. Chú ấy thì thường xuyên lượm những hạt điều ở trên đó để xuống đây bán, và đi đốn củi để kiếm than bán, rất là vất vả luôn. Cái điều đặc biệt là người vợ bị tâm thần. Mà cái điều đáng nói hơn nữa là người vợ lớn hơn chú ấy tới mười mấy tuổi luôn. Hồi trước Kha có đặt tiêu đề là U40, U60 cả nhà. Hôm nay không biết tình hình như thế nào nữa, Kha lên thăm lại, mời cả nhà đồng hành video cùng với Kha nhé. Mùa này là mùa mưa cho nên là lá cây rừng cỏ nó mọc xum xê hết. Bởi vậy cho nên là rất là dễ gặp ong dài. Nên hôm nay Kha đi, Kha chuẩn bị đôi giày cả nhà, cho an toàn xíu. May dép mà đi núi nguy hiểm quá. Nhưng hôm nay đi chứ gặp không gặp cái gì. Cái trời mưa này đi vào núi ớn lắm cả nhà. Đường nào lần này. Chắc ít người đi lại lắm này, cho nên lá nó rụng vẫn còn nguyên, đường dấu ít người đi quá. Gà gáy à. Mùa mưa này cho nên là điều không có trái. Điều này á, không có trái chỉ là mùa nắng thôi cả nhà. Mùa nắng người miền núi ta lên thu hoạch cái hạt của nó, người ta bán. Mùa mưa là thu rồi. Con đường này có đi ngang một ngôi nhà, ngôi nhà của một đôi vợ chồng. Đôi vợ chồng này có một người con gái bị tâm thần cả nhà. Lúc trước Kha cũng có ghi hình rồi, nhưng mà người con gái tâm thần này rất ít khi lên đây ở, thường là ở làng không à. Vậy thôi đúng rồi. Đây là người con gái tâm thần của đôi vợ chồng Kha nói đây. Chị ấy 30 mấy tuổi rồi cả nhà. Chào chị. Ô cô ơi, cái chú hàng đá có trên đó không cô?
Về nhà rồi hả? Hai vợ chồng về luôn hả? Vợ thì đi không biết đi đâu rồi, đi cũng đi nhưng mà đi về nhà, đi trong trong căn. Còn ông về, còn ông đi về hồi nãy luôn rồi. Ừ, đi về hồi sớm. Chưa lên lại hả con? Chưa. Ôi. Chắc gì mà về. Ôi vậy hả? Vậy là chiều mới lên lại. Vậy là không gặp luôn cả nhà ơi. Ông chị ăn cái gì đây? Trời ơi, ăn mén cầu vậy mà ăn một đống luôn vậy? Dạ? Có dồi hả? Trời ơi. Chị ăn mấy trái rồi chị? Quên đó chị, không biết nói. Cô đang làm cái gì vậy? Chắc là cô nhớ con chứ ha? Nhớ không? Dạ, bởi vì khá có uy hình hoàn cảnh với cô rồi đó cả nhà. Ủa, xã này là mình chặt để mình bán hả cô? Để bán. Ủa, là hái trong cái bụi này ra luôn hả? Hái trong cái bụi đó nữa. Dạ, con cho con gà biết hỏi thăm chứ nha. Chồng cô đâu rồi? Đi chặt củi. Dạ. Bao nhiêu ở xã đây là mình bán được bao nhiêu tiền cô? Một cây 5.000. Có 5.000 ký hả? Có 5.000 rồi. Rồi chặt hết bao nhiêu đây bỏ vô gùi là bán được được mấy ký? Chắc cỡ 6 ký vậy đó. 6 ký. Hồi sáng này cô không có chăn dê hả? Chưa. Còn căn chuồng á. Trời, chị sợ chị chạy kìa trời. Để làm ăn xong đó cho chừng gì. Núp kìa, ngại núp kìa. Ngại cái gì, gặp rồi mà ngại gì chứ. Lâu quá mới gặp lại. Dạ, hôm bữa giờ ở trên đây chắc cũng mưa hoài hả cô? Mưa, hôm nay mưa rải rác, không có mưa lên hơn được. Dạ. Mưa cũng, bữa đó hơi mưa to. Dạ. Tình hình ở đây mấy hôm giờ ổn không? Có xảy ra chuyện gì mà đáng nói không cô? Không có được. Có rắn đít đồ và bồi vô nhà được không? Không có được. Không có nữa hả? Ừ. Dạ. Đi dưới đó lên mệt quá cả nhà. Lên có ông bệnh hả? Dạ. Rồi cô dẫn chị ấy lên rồi chiều dẫn quên hả? Dạ, chiều về. Dạ. Con thấy bữa nay ở dưới kia họ mở ra cái đường thông thoáng mình chạy xe lên được luôn hả cô? Hả? Con thấy ở dưới kia họ mở ra cái đường rất là thoáng luôn. Ừ. Bữa nay chạy xe vào được luôn hả cô? Được. Rồi cô đi về là cô đi bằng xe hay đi bộ? Đi bộ không chứ. Cô không có xe hay sao? Không, không có xe. Dạ. Chị ơi, qua đây ngồi nói chuyện chơi nè. Chị ấy bị tâm thần. Hôm bữa chị ấy nói là, cô nói là chị ấy bao nhiêu tuổi con quên rồi ta? Ngân 35. Dạ, 35 tuổi. Ừ. Chị ấy 35 tuổi rồi cả nhà. Nhưng mà bị tâm thần, ở gặp nhát lắm, gặp ai người lạ là chạy nha. Đó, mắc cỡ chia lại nè. Sợ lắm kìa. Để đây chơi nè chị. Rồi vô nhà luôn rồi. Con định lên đó thăm vợ chồng cô chú hàng đá. À. Bữa giờ là cô đó cũng bỏ đi tùm lum hết hả con? Ôi đi miết thôi. Đi hoài hả? Đi hoài luôn. Mưa quá bữa đó cũng đi. Dạ. Ước mình ước mãi hết. À. Hồi nãy cũng đi. Đi nhưng mà không biết đi đâu rồi. Dạ. Đi miết thôi chứ. Bữa thì tâm thần, còn người chồng thì đi làm cả ngày à? Chồng thì nãy mang miếng kèo đi bán để có tiền mua gạo ăn. Dạ. Mà tiếc là người vợ bị tâm thần đi cả ngày cho nên là người chồng cũng khổ tâm lắm cả nhà. À, khổ thiệt chứ. Lo ăn uống con mình ổn mà. Dạ. Hoàn cảnh của cái chú đó là em ruột của chồng cô phải không? Hả, em ruột. Dạ. Em Út á. Em Út luôn. Ừ, em Út á. Dạ. Ông nghe nói là cô đó đâu phải là vợ của chú đó, đâu phải là người ở đây, người ở Cam Ranh phải không cô? Hả? Ở xa lắm. Con nghe nói kiểu như là cô ấy bị dính bùa, dính ngải gì rồi á, rồi mới bị tập thần như vậy á, phải không cô? Con nghe chú ấy chia sẻ như vậy á. À, chắc như vậy á. Dạ. Ứng về cả nhà. Đi, con chú ở trên tuốt trên kia nữa kìa. Đó, đó. Ừ. Mà bây giờ là cô nói là không có chú, không có ai nói, mình lên cũng như không à. Qua đây cho tiền ăn bánh này chị. Trời ơi, nghe nó cho tiền chạy luôn trời. Để vô.
Thầy vô nói chuyện với chị chút cho cả nhà xem nè. Chị ơi, cho tiền bánh nè. Má thiền. Má thiền, coi như nó thiền lê. Đóng cười nhốt luôn. Coi như thiền trình hơi thiền thế. À, cho tiền bánh nè. Bố bác ơ thiền. Cho tiền bánh này, cho tiền bánh này. Bố bác xe nó hiểu. Tiền này cho tiền. Này, 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 tới đây. Bố bác xe nó thiền hiểu. Đây, tới đây. Nè. Đó, tiền ở trong đó nha. Thấy mua bánh ăn nha. Cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn, cảm ơn. À. Cảm ơn tụi ba nha. Cảm ơn nha. Rồi, phải cho tiền là cảm ơn gì đó cả nhà, tội lắm. Rồi, đi vô nhà chơi ấy, được rồi. Nhìn chị tội quá hả cô? Bệnh vô 2 tháng rồi đó. Dạ. Mới lên rời lại đây này. Cô bị bệnh hả? Dạ. Ủa, bệnh gì nữa vậy cô? Bệnh sốt. Đau đầu. Sốt đau đầu hả? Ừ. Mới bắt xong rồi lên rồi đây. Vậy là mấy hôm giờ cô dưới làng không hả? Hả? Ở dưới làng mới lên 2-3 bữa chứ mấy. Vậy là tự nhiên nó nổi sốt lên luôn hả? Hay sao cô? Nổi sốt xong rồi đau đầu trong mặt. Xong rồi nằm bên biển. Ui. Là mấy bắt lên lại. Nằm bệnh viện luôn hả? Ờ. Cô đi lên núi đi xuống thường xuyên á, cô có cảm thấy nó đau nhức tay chân đồ mình mẩy đồ không cô? Có. Đau sao? Đau người lắm, đau nhức này đây này. Đau đầu gối hả? Hả, đau đầu gối, đau lưng xong rồi trong mặt mới uống thuốc xong này. Trong mặt nữa. Mới rồi uống... con có cái này tặng cho cô luôn. Đây. Dạ. Mới uống thuốc một viên thuốc này để bốc bắt xong rồi để. Đây tặng để... cho cô cái chai tinh dầu kha bán luôn này cả nhà. Sụt chụp pha xe nó thuyền ao không sụt cửa xe nó. Cô tha lên. Cô mở ra cô tha lên thử coi. Cảm ơn nha. Cô đẩy ra, đẩy trong ra. Lấy ngón tay đẩy ra vậy nè. Không không, kéo ra, đẩy qua này, đẩy qua nè. Đó, đó, cô lấy cái chai ra. Cô lấy cho con chỉ cho xài nè. Chai này chai nhỏ, còn cái chai lớn cả để ở nhà rồi. Tặng cho cô chai này xài được không? Đó, lắc ra. Rồi, cái này là tinh dầu nó hỗ trợ đau nhức xương khớp. Dạ. Cô mở nắp ra. Ừ. Xong rồi mình tha hai. Dạ, hai cô lăn lên, cô mở ra con chỉ vô lăn này. Rồi, cô kéo cái đầu gối cô lên, cô lăn lên đầu gối á. Lăn lên. Lăn vậy hả? Dạ, lăn trực tiếp luôn. Đây không không. Cô lăn ngay này. Đó, cô thấy cái dầu nó ra không? Ừ. Cô lăn cho ướt ướt rồi nha. Ừ. Rồi xong rồi cô lăn ướt xong cô lấy cái tay cô xoa bóp. Rồi cô xoa bóp. Tha điều nó ra xong rồi mình bóp. Đó, thường xuyên làm như vậy á. Ừ. Bên đây không có thuốc lại đây nè, không có dầu lại đây. Dạ, cái này con bán mà, ừ. con tặng cho người nghèo luôn. Ừ. Rồi cô tha cái chân bên kia nữa, cứ làm gì thường xuyên làm một ngày làm 2-3 lần rồi đó. Rồi cái chỗ nào đau á cô tha lên. Đau lưng, đau đầu gối, hai cái đầu gối ở đây này. Dạ. Tha lên. Đó vậy đó. Cái này á nó hỗ trợ được đau nhức xương khớp với lại cô bị đau cái cổ này. Hả? Dạ đau ngay cái cổ này. Đau bên đây nữa nè. Đúng rồi, cô lăn lên luôn. Hả? Tối về á cô tắm rửa sạch sẽ xong cô lăn lên. Rồi massage trong nó. Cái này á cô bị đau đầu, chóng mặt, muốn ói, muốn buồn nôn á cô sử dụng được luôn nha. Hả? Ví dụ như là cô bị đau đầu, chóng mặt, muốn ói đúng không? Hả? Cô lăn lên hai bên màng tan này. Hồi nãy con đây cũng này. Cũng đau sang, đầu. Sang tận muốn ói cũng này. Rồi cô lăn lên hai bên đây cho chị nè. Rồi cô bắt đầu cô lấy hai ngón tay cô chậm cô bấm nha. Cảm ơn đi. Dạ. Hỡi mà cái này mà hơi mà cô bị nghẹt mũi mà kiểu như mắt mình mắc mưa mắc nắng á. Nó nghẹt mũi mình thở không được á. Cô lấy cái này cô hít vô lỗ mũi á. Hít vô nó thông mũi nó làm cho mình dễ thở hơn. Đó, cô có đây. Kha bán cái chai tinh dầu xương khớp này nó lợi lắm cả nhà. Thứ nhất là bán để kiếm doanh thu, kiếm lợi nhuận để mình dư giả mình giúp đỡ cho bà con nghèo. Thứ hai nữa mình cái chai mình có thể tặng cho người nghèo luôn. Nhất là những người lớn tuổi như cô đây thường xuyên bị đau nhức xương khớp lắm. Đau đủ loại, đau hết trong mình luôn. Dạ. Rồi. Hôm nay tính ra là con tính lên con gặp vợ chồng cô chú đó, nhưng mà thôi để dịp khác đây, tại bữa nay không có rồi. Thường là chiều mới lên. Dạ. Mua cam, mua gạo xong rồi chiều mới lên. Dạ. Thường thường lên xóm cùng thường thường ông
mua gạo mua cá xong rồi ông dạo dạo trăng lặng uống rượu uống rượu sai ông mới lên vậy à. Dạ hả cô? Ừ. Dạ. Chắc kiểu như là khổ quá rồi buồn đời là tính rượu uống hả? Ông uống nhưng mà uống cũng vừa. Uống. Dạ, nhưng ông con thấy là chú đó không có say xỉn. À. Nhưng buồn buồn thì uống thôi. Uống đủ vô thèm anh chị. Dạ. Đâu có sai quá. Dạ. Chồng của cô con thấy thường xuyên đi hầm than lắm phải không? Hả? Đi hầm than, đi chặt củi ba đồ bài bà, có nghề gì làm ăn cơ, già lắm. Dạ. Có nghề làm đây nữa. Mà con thấy chú đó giỏi ghê, chồng của cô á. Cái bao than gì mà nặng 40-50kg luôn mà chú gánh từ trên núi kia chú gánh xuống à. Chú bao nhiêu tuổi rồi cô? Ông hả? Dạ. Có 60 gì? Trời ơi. 60 tuổi mà hôm bữa rõ ràng Kha chứng kiến luôn á cả nhà. Chú gánh nguyên cái bao than uống ù từ kia đi xuống à. Leo núi xuống á. Giỏi thiệt đó chú. Có bao than nhẹ ông mang được, còn than nặng quá ông còn không mang có được à. Dạ. 40-50kg mà con thấy chú rình con thấy cũng giỏi rồi. Bây giờ ông nói đau đầu gơi, đau lưng, đau đồ, ông cũng răng làm thôi. Dạ. Răng làm ông cũng có gì ăn đây nè. Dạ. Có tiền mua gạo, mua đồ ăn. Thôi cố gắng đi chứ biết sao giờ. Ừ. Người ta tới người ta giúp đó, thì người ta giúp cái ngặt chứ không biết cái nghèo được. Ờ, thiệt chứ. Mình răng làm chứ mình ăn. Dạ. Răng làm ông sao lấy gì ăn. Dạ. Thôi hôm đây lên chặt xả xong rồi. Xong rồi hai bên kèo nhỏ nhỏ đó. Mai mốt cô mà có đi lên đây nữa con đem thêm chai dầu xương khớp lên con tặng cho chồng cô. Dạ, hai vợ chồng ngừng chai có xài. Ở đây con đem có con chai à. Cố gắng tha vô, tha lên một bóp bóp cho nó vô đỡ nha con nha. Nó giảm đau để mình làm việc. Đi cảm ơn. Dạ. Con về để chiều ngủ bạn đêm mình tha. Dạ. Chai đó vậy mà nó hỗ trợ được nhiều cái lắm á, cảm ho rồi mình liếm vô mình nuốt luôn nó cũng mới giảm ho, giảm đờm nữa. Dạ. Dạ. Đau đầu chóng mặt buồn nôn muốn ói nghẹt mũi khó thở đồ á. Xương khớp đồ nó hỗ trợ được hết. Con đời sang cũng mung ói con ơi. Dạ. Xong rồi tha dầu đây bà bạn này, dầu đây này. Dầu đây không chứ tha bữa giờ nữa nè. Cái chai dầu đó hử cái mùi nó khó chịu á. Dạ. Mà tha dầu đây không chứ. Cái chai của con nãy đưa cô cái mùi nó dễ chịu, nó the. Rồi, bây giờ thôi thì cô làm việc tiếp đi, ấy xả rồi xong mình chiều mình đem xuống cái làng mình bán ha. Ừ. Dạ, thì bữa nào con lên lại con ghé con thăm nha. Rồi bây giờ cô đi về nha. Dạ. Kha định đi lên trên núi để thăm vợ chồng cô chú ẩn danh đó nhưng mà cô bị tâm thần cô bỏ đi đâu mất tiêu rồi cả nhà. Còn chú thì chú đi về làng chú công chuyện rồi. Thôi để dịp khác Kha lên. Thì hoàn cảnh này lúc nãy Kha có nói ở trong video đầu là vợ chồng cô chú đó sinh được mấy người con nhưng mà có cái chị gái đó 35 tuổi mà bị tâm thần ở cả nhà, như một đứa con nít vậy á. Cứ thấy người lạ là bỏ chạy, thấy người lạ bỏ chạy. Như cả nhà thấy lúc nãy Kha gặp chị ấy á. Chị ấy trốn giống như là một đứa nhỏ mà chơi năm 10 á. Khi mà mình kêu ra cho tiền thì biết. Chắc là chị ấy được nhiều người cho tiền thường xuyên á. Cho nên là chị ấy quen. Thì cũng như Kha lúc nãy kêu ra cho tiền thì biết cảm ơn cả nhà. Thật sự mà nói nhìn thấy mấy người đồng bào ở trên núi này như vậy mà thấy thương lắm. Khổ rồi mà còn bệnh đau nữa thì không biết cách nào mà nói luôn. Chị ấy thì lúc trước Kha có hỏi là chị ấy có được hưởng lương bên người khuyết tật hàng tháng được mấy trăm ngàn á. Nhà có nhà dưới làng cả nhà. Thì hàng ngày phải lên đây làm rẫy để chăn dê mướn cho người ta. Cái chuồng dê lúc nãy là dê mướn á, chăn dê mướn rỉa cho người ta cả nhà. Rồi chiều lại về làng. Còn chồng của cô ấy thì ở trên đây qua năm suốt tháng luôn. Đi làm than rồi kiếm tiền kiếm sống qua ngày á. Lúc nãy là mình cũng cho ít tiền ở trong cái bì thư á cả nhà, không có nhiều, có 200 ngàn à. Tiền đó cũng là tiền của cô bé anh chị mua hàng á. Thì giống như Kha nói á, ai mà mua một đơn hàng của Kha á, là Kha sẽ trích ra ở trong đơn hàng đó từ 5 đến 10 ngàn tùy theo giá trị đơn hàng. Cái tiền lợi nhuận trong đơn hàng đó Kha sẽ trích ra từ 5 đến 10 ngàn trong mỗi đơn. Thì theo giá trị để Kha bỏ vào trong cái quỹ từ thiện để Kha đi giúp bà con nghèo ở cả nhà. Thì Kha bán cái chai tinh dầu xương khớp này Kha cũng lựa chọn
Cũng rất là ok, bởi vì mình thấy thì hiện nay á, người lớn tuổi, không riêng gì người lớn tuổi đâu, người trẻ cũng vậy, thanh niên mình cũng bị nè, người nhỏ tuổi cũng bị, nói chung là về vấn đề xương khớp là bị rất là nhiều. Mình làm nặng, lao động nặng luôn cả nhà. Với lại hoặc là mình tập tạ, tập võ, hoặc là mình làm bất cứ cái gì đó mà thường xuyên bị đau xương khớp, trật khớp, trật gân đồ á, bung cơ đồ á, mình bị viêm khớp đồ á cả nhà, thì cái chai tinh dầu Kha Bé nó hỗ trợ được hết. Chai nhỏ 55.000 thì chai lớn là 100.000, giá rất là rẻ, vừa túi tiền với người lao động luôn cả nhà. Thì bán là chủ yếu là trích ra quỹ để tiền lời lợi nhuận để mình bỏ vào quỹ từ thiện để giúp người nghèo thôi. Cảm ơn cả nhà rất nhiều nha, mong cả nhà ủng hộ Kha thật nhiều hơn nữa để mình có cái điều kiện đi thực hiện những cái điều mà mình thích, những cái điều mà Kha thích làm, đó là giúp đỡ người nghèo. Rất là đơn giản như vậy thôi cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều nhé. Hẹn gặp lại các bác anh chị ở một video tiếp theo. Đừng quên để lại cho Kha một lượt đăng ký kênh, kèm thêm một lượt theo dõi, một lượt chia sẻ video lên Facebook để cho nhiều người biết đến thêm về kênh của Kha nha. Cô bác anh chị nhớ mua hàng ủng hộ Kha, mua hàng ủng hộ cũng như là góp quỹ vào từ thiện cho cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Hẹn gặp lại các bác anh chị ở một video tiếp theo. Chào, bye bye. Xin chào cả nhà. Thì trước mặt Kha đây là những sản phẩm mà Kha có bán đây cô bác anh chị. Bên đây là tinh dầu hỗ trợ đau nhức xương khớp. Đây là chai lớn, đây là chai nhỏ nha cả nhà. Chai lớn có 100.000 à, chai nhỏ có 55.000 chai à. Tinh dầu hỗ trợ đau nhức xương khớp. Cái này dành cho ai mà bị đau vai gáy cổ, đau cơ bắp, cơ tay, đau cơ chỏ, đau xương chỏ, xương khớp chỏ, xương khuỷu tay nè. Nói chung là tất cả các khớp xương trên cơ thể của mình, và đau vai gáy cổ đây, và đặc biệt là đau đầu chóng mặt, buồn nôn muốn mửa, hoặc là cái gì đó vân vân, mất ngủ, mất triệu chứng mất ngủ, thì cái chai này nó đều hỗ trợ được nha. Lăn vào sau bóp nó sẽ giảm đau cho cả nhà nha. Các triệu chứng về viêm khớp, đau khớp đó, cái này nó cũng hỗ trợ viêm xoang mũi luôn nha cả nhà. Nó có bạn hướng dẫn sử dụng ở trong đây là nha. Thì cả nhà ai bị vấn đề về xương khớp thì lấy chai này về xài nè. Đó, đau đầu chóng mặt, buồn nôn muốn mửa, đi xe, đi xây sống rồi á, đau qua gáy cổ rồi á, lấy chai này. Thì đây là bột than bôi trĩ của Kha đây. Bữa giờ cái hàng này cũng bán chạy lắm, bột than bôi trĩ nha. Ai bị trĩ nội trĩ ngoại liên hệ với Kha nha. Đó, bên cạnh đó thì có diêm son nè, xịt son thảo dược nè. Chai này 188.000 thôi cả nhà. Bị diêm son lâu năm không khỏi á, diêm son do dị ứng thời tiết á, lấy chai gì xịt vào, xịt vô lỗ mũi mình luôn, nó rất là dễ chịu cả nhà. Chỉ có 188.000 một chai thôi nha. Đó, dành cho những ai bị diêm son do dị ứng thời tiết gây ra, diêm son mãn tính, diêm son lâu năm không khỏi á, lấy chai về, lấy chai này về xài, nó giảm ghê lắm cả nhà. Nó giảm 70-80% á. Bên cạnh đó thì có những sản phẩm này nè, Kha có bán hôi miệng nè, tinh dầu hôi miệng nè. Dành cho những ai mà bị hôi miệng, sâu răng, chảy máu lợi, viêm lợi, sưng lợi á, hôi miệng, hôi lưỡi đồ á, viêm tai đồ á, lấy chai này về sử dụng. Tinh dầu nó có bạn hướng dẫn trong đây luôn nè. Chai này 299.000 thôi nha. Thì Kha cũng có bán hôi nách thôi nè. Chai hôi nách này hàng hiệu cho nên 299.000 một chai. Ai bị hôi nách nặng thì sử dụng một tuần 2 lần. Ai bị hôi nách nhẹ sử dụng một tuần 1 lần thôi mọi người. Một lần một giọt cho mỗi bên thôi. Hôi nách, hôi chân nó đều hỗ trợ được, giảm được hết nha. Hôi nách, hôi chân lấy chai này về xài 299k nha mọi người. Đó thì những sản phẩm này Kha có bán nha. Cả nhà ai bị các vấn đề gì ở trên đây thì liên hệ với Kha mua nha. Cảm ơn Kha nhà rất nhiều. Ủng hộ shop của Kha nha cả nhà. Mỗi một đơn hàng của cả nhà Kha sẽ trích ra từ 5 đến 10.000 đồng tùy theo cái giá tiền của đơn hàng để bỏ vào trong quỹ từ thiện để giúp đỡ người nghèo. Cảm ơn cả nhà nha. Hẹn gặp lại. Bye bye.